Xin chào các bạn, AK Shop gửi bạn video giới thiệu bạn dòng xe quay RSX lắp đặt thêm xi nhan phụ trợ Bigfoot L19 xi nhan chạy. Lấy danh cái L4 là L7. Thì xi nhan Bigfoot như bạn đã biết, trước đây mình đã giới thiệu bạn về sản phẩm L4, L10, L910, L17 và nay là L19. Thì L4 thì các bạn đã biết trước đây đó là sản phẩm xi nhan chấp tắt và có hai mặt, mặt trước mặt sau. L17 cho đi thì đó là xi nhan chạy, nhưng mà L17 cũng có mặt trước mặt sau, và đây là L19 thì chỉ một mặt mà thôi và cũng là xi nhan hiệu ứng chạy. Và L17 thì đó là đèn nó to, mặt trước mặt sau nên nhiều, nó to và nó dài nên nhiều xe nó không phù hợp. Và đây, tất cả những sản phẩm xi nhan Bigfoot bên mình là hàng chính hãng, bao các bạn check hàng. Điểm phân biệt dễ nhất của hàng chính hãng với hàng nháy hay kêu là hàng chợ hay hàng thị trường á, thì trước tiên là các bạn sẽ cầm đèn lên các bạn coi. Thứ nhất là thường mình thấy cái phần hàng chợ hàng thị trường cái cao su như này là nó không đều, nó là từ lớn tới nhỏ và nó không phải là bóng như thế này và nó không có láng, và cái con tán nhận phía sau nó cũng không phải như thế này, các bạn rõ. Và đây là trên tay mình đang cầm đây là xi nhan Bigfoot L17, đây hộp đựng hàng chính hãng, logo của Bigfoot đây luôn trên hộp. Và thứ hai đó là cái phần nước nhôm, nước đen nhôm á, nó là đen mờ và nó mịn, nó đều nét, nhìn rất đẹp. Và những cái chi tiết bên ngoài ngoại hình nó sắc nét, nó không có bay giới, không có lem nhem. Và cái cao su, xin lỗi, cái nhựa là nhựa nhìn có rất là sáng và nó màu khói. Và cái đèn ra sáng rất mạnh, đó là cách các bạn phân biệt hàng zin của Bigfoot. Và cái đường điện như thế này nè, bạn cầm lên cao su với điện rồi là nó chất lượng hơn hàng chợ. Nó cách để bạn phân biệt được hàng zin với hàng chợ. Và tất cả sản phẩm Bigfoot bên mình đều bán hàng đúng chính hãng, nên các bạn yên tâm, mình không nhập cái dòng sản phẩm hàng chợ. Là và đây mình cho bạn xem về L4 là mã đầu tiên cái hộp này. Đây là xi nhan Bigfoot L4, các bạn đã biết trước đây cũng khá lâu rồi, cả năm mấy rồi. Thì đây cũng là hai mặt, mặt trước mặt sau có logo Bigfoot trên này luôn, không có logo trên đèn luôn nè. Nhưng mà đây là xi nhan chấp tắt chứ không phải xi nhan chạy, trắng vàng hoặc là xanh vàng, và đây là xi nhan chấp tắt. Còn đây là L17 là mặt, cũng mặt trước mặt sau, nhưng mặt trước là có 5 cái mũi tên sáng đèn, thì nó có trắng, xanh dương và đỏ, và sau là vàng đặc trưng xi nhan như là xi nhan hiệu ứng chạy. Thì L17 nó hơi to, lên xe nó không phù hợp với nhiều xe lắm, mấy bạn thấy rõ ha, nên nhiều anh em không thích. Thì sẽ có L19 là mẫu trên xe này. L19 ưu điểm so với L17 như thế nào? Nó ngắn gọn và nó nhỏ, nhưng mà nó chỉ có một mặt thôi các bạn, bởi vì nó gọn nhỏ nên đèn nó chỉ có sáng được một mặt. Và cái cao su trên cái đèn thì đây là hàng chính hãng, cao su gấp nó rất dẻo, mà thấy rõ mình nắm mình bẻ đủ kiểu luôn à, thấy chưa? À, hàng chính hãng nó được cái là khớp cao su nó dẻo hơn so với hàng chợ. Và đây vẫn là xi nhan hiệu ứng chạy. Thì đối với những dòng xe như là Exeter, năm một Exeter 50 Vario hay là Sonic FI DFI, thì khi bạn tháo xi nhan zin ra nó sẽ có khoảng trống trên đèn, xin lỗi, khoảng trống trên cái phần nhựa. Thì mình một bộ bán kèm theo đầy đủ thì mình thường có nhôm CNC như thế này, để bít lỗ cái phần nhựa trống nó lại. Đối với những dòng xe mà xi nhan gầy, mình tháo xi nhan zin mình gắn với xi nhan loại thế này. Còn với dòng xe như là Winner, dòng xe quay như thế này, mình gắn thêm xi nhan phụ trợ cùng với xi nhan zin của xe, thì không cần phải mua những cái nhôm CNC này và cũng không cần mua cục chớp luôn. Còn đối với những xe mà tháo xi nhan zin hay xi nhan này vô, bắt buộc phải có cục chớp theo. Cục chớp đó để điều khiển cái xi nhan mà trước nó chớp, chứ nó không phải điều khiển tốc độ chạy trên đèn này. Tốc độ chạy trên đèn là mặc định từ bên nhà sản xuất đưa ra, các bạn không điều chỉnh được cái tốc độ chạy đó, bằng lỗi điểm đó. Còn đó, những xe như mình đang nói tiếp, những xe gắn thêm xi nhan phụ trợ thì các bạn sẽ can thiệp phần nhựa của xe bằng khoan lỗ, các bạn để đèn và siết con tán bên trong, sau bạn đưa dây điện đi lên trên, các bạn đấu L19 thì nó có hai dây, một máy lửa đấu song song với xi nhan zin của xe, là khi bật xi nhan đó là nó chạy. Còn bây giờ mình sẽ cho bạn xem xi nhan chạy như thế nào, nó thấy rõ ha. Đó, xi nhan zin, còn dưới là xi nhan chạy như thế này, nó rất đẹp mắt. Xe phía còn lại thì đối với dòng xe mà có chức năng hazard như là cụ thể xe này sẽ có, trong vài giây nữa mình sẽ bảo cho bạn xem. Thì khi bạn bật xi nhan chức năng hazard thì hai đèn cùng chạy từ trong ra ngoài, nó rất đẹp mắt. Rồi bây giờ mình tắt xi nhan trước rồi, mình mở hazard nè, thấy rõ ha.
có hai đèn cùng chạy trong ra ngoài rất là đẹp. Đây là chức năng HASA, 4 xi nhan cho tắt cùng lúc. Và đây là một dòng xe quay RX. Quay RX mình cũng đã làm video những dòng xe khác nhau. NVX Vario 218, Exciter 180, Winner Sonic, MSX. Đó là những dòng xe phổ thông đều gắn được. Chỉ cần có kỹ thuật thì dù mình lắp đặt vị trí nào cũng được, thì theo một số xe mình sẽ can thiệp thêm như thế này. Còn những xe mà có xe engine nó nằm các bạn có thể tháo rời hai xi nhan. Ngoài đó dưới nhất là dòng 180 xi nhan sau nó hơi dài. Vario 218 vậy. Hai những xi nhan là 19 thì vô nó gọn và nó chạy đẹp mắt. Mọi chi tiết các bạn gọi trực tiếp hai số điện thoại trong video để có tư vấn báo giá nhanh nhất. Cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn.